Sau khi mà chúng ta tạo ra một vài hình cơ bản, bắt đầu là tự mình tạo ra các hình cơ bản rồi, thì chúng ta sẽ làm quen thêm một số các cái thao tác cũng thuộc dạng cơ bản tiếp theo. Trước hết là mấy hình cơ bản này thì còn có một vài cái thao tác chúng ta sẽ lưu ý như thế này. Đối với các hình mà chúng ta muốn vẽ cho nó đều thì khi chúng ta vẽ thì chúng ta nhấn giữ thêm phím Shift này, ellipse chẳng hạn, shift thì nó sẽ ra cho chúng ta là thành hình tròn đó. Rectangle thì chúng ta giữ shift thì nó sẽ ra thành hình vuông. Thì đấy là các cái thao tác đầu tiên chúng ta muốn nói thêm. Sau đó thì khi mà vẽ được cái hình rồi thì chúng ta sẽ làm việc với nó với một vài thao tác hết sức cơ bản như sau. Một là chọn các đối tượng, thì thao tác đối với phần mềm nào cũng thế thôi. Một cái bản thiết kế thì không phải là chỉ vẽ ra một hoặc hai hình này, mà chúng ta sẽ vẽ ra rất nhiều hình rồi kết hợp chúng nó, xử lý chúng nó với nhau để tạo ra những cái mới. Và để thực hiện được các thao tác thì chúng ta phải chọn lựa đó. Vậy thì chúng ta phải bấm vào, chúng ta chọn đối tượng. Một đối tượng được chọn thì nó khác đối tượng không được chọn như thế nào. Đây, hai hình đặt cạnh nhau đó, một hình được chọn thì nó sẽ có một cái khung như thế này và nó sẽ có các cái điểm điều khiển nằm ở xung quanh. Bằng việc bấm vào các điểm điều khiển này thì chúng ta sẽ transform, chúng ta sẽ thay đổi được cái hình dáng của cái đối tượng đang được chọn đó. Ví dụ bấm vào các cái điểm ở giữa các cạnh chẳng hạn, thì chúng ta có thể điều chỉnh được về kích thước, chiều rộng hoặc là chiều cao. Khi mà chúng ta bấm vào các cái điểm ở góc thì chúng ta có thể cùng một lúc chúng ta điều chỉnh được cả hai cái tham số là cả chiều rộng và chiều cao. Tuy nhiên trong họ nhà Adobe thì chúng ta kéo như thế này thì nó thay đổi cùng một lúc cả hai cạnh nhưng nó không giữ nguyên cái tỷ lệ gốc ban đầu. Muốn thay đổi cả hai cạnh mà đồng thời lại giữ được cả cái tỷ lệ gốc thì chúng ta buộc lòng là chúng ta phải giữ cái phím Shift. Khi mà chúng ta co kéo thì nó vừa thay đổi cả hai cạnh nhưng đồng thời vẫn giữ nguyên được tỷ lệ giữa hai cái chiều của cái hình gốc. Thế còn nếu mà chúng ta kéo ở góc thì là như thế. Còn nếu mà kéo ở các cái cạnh này thì sao? Đấy. Thì lúc này chúng ta có thể có thêm một phím nữa là phím An. Khi mà chúng ta kéo phím An, nhấn nhấn phím An và chúng ta kéo một trong các cái điểm điều khiển ở góc thì nó sẽ có một cái thao tác tương đối đặc biệt, tức là nó tạo ra một cái hoạt động tương tác ngược. Tôi tăng cái chiều cao lên bao nhiêu ở phía đỉnh thì cái chiều đáy nó cũng hạ xuống sâu thêm bấy nhiêu, còn ngược lại tôi hạ cái đỉnh xuống thấp bao nhiêu thì cái đáy thì nó lại cũng rút cao lên bấy nhiêu theo chiều ngược lại. Cái hông này cũng vậy, tôi kéo cạnh phải ra thì cạnh trái nó cũng tăng theo theo cái chiều ngược lại. Đấy là thao tác transform thông thường. Cái ngoài transform thì chúng ta cũng có thể là bấm và chúng ta kéo chuyển vị trí của một đối tượng từ chỗ nọ sang chỗ kia, đấy là thao tác dịch chuyển đối tượng. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta kết hợp với phím An khi mà chúng ta dịch chuyển một đối tượng thì lúc này nó lại thành ra cái thao tác là sao, tạo ra bản sao. Chúng ta nhả chuột ra ở đâu thì bản sao sẽ được tạo ra ở đó, còn bản gốc thì nó sẽ nằm yên tại cái vị trí gốc của nó. Thì đấy là thao tác dịch chuyển và nhân bản đối tượng kèm thêm cái phím An. Chúng ta còn có thêm một số cái thao tác cũng thuộc dạng cơ bản nữa, đó là thao tác quay đối tượng này, thao tác lật đối tượng này, thao tác kéo xiên đối tượng và thao tác là thay đổi tỷ lệ đối tượng. Illustrator thì nó tương đối là rườm rà, tương đối là kỹ càng ở trong cái thao tác này. Có nghĩa là một số thứ thì chúng ta có thể thao tác được với cái công cụ Selection Tool này luôn. Tuy nhiên một số thứ thì nó lại thiết lập riêng thành ra một cái công cụ cụ thể. Ví dụ như là chúng ta quay đối tượng chẳng hạn. Quay đối tượng thì ở đây chúng ta cũng có thể quay được bằng cái công cụ Selection. Công cụ này thì chúng ta có thể gọi nó bằng tiếng V. Quay thì sao? Chúng ta có thao tác là làm việc ở góc. Nếu mà đặt vào đây thành mũi tên hai chiều như thế này thì là chúng ta co duỗi tỷ lệ ở góc. Thế còn nếu mà đặt xích ra ngoài một tí
thì cái công cụ của chúng ta lúc này nó chuyển thành mũi tên hai chiều cong cong như thế này, bằng cách là nhấp nhấp giữ chuột và chúng ta xoay, thì cái đối tượng của chúng ta nó sẽ quay theo cái tâm của cái hình này. Tuy nhiên là cái thao tác quay này thì nó có cái giới hạn của nó, tức là cái tâm thì chúng ta không can thiệp, chúng ta không thay đổi được. Còn nếu mà muốn mà can thiệp sâu hơn vào trong cái thao tác xoay này thì chúng ta sẽ làm như sau: chọn đối tượng mà muốn xử lý, sau đó thì chúng ta vào cái công cụ Rotate. Công cụ này thiết kế chuyên để quay đối tượng. Nếu chúng ta nhấp chọn thì chúng ta có thể là quay đối tượng được rồi. Đây, đặt chuột vào bất cứ điểm nào, cứ thế mà dê, cứ thế mà kéo là đối tượng chúng ta quay. Tuy nhiên bằng cái công cụ này thì chúng ta có thể là đưa chuột vào cái điểm tâm của đối tượng và chúng ta có thể kéo nó sang vị trí mới. Khi mà chúng ta đặt cái tâm sang vị trí mới thì chúng ta sẽ thấy là đối tượng của chúng ta nó sẽ quay theo cái tâm mà do chúng ta vừa thiết lập. Và cái tâm này thì cũng đặc biệt một điểm nữa là cũng không nhất thiết là nó phải nằm ở bên trong đối tượng, chúng ta có thể kéo nó ra bên ngoài đối tượng và lúc này đối tượng lại quay theo tâm mới đang nằm ngoài đối tượng. Các bạn cũng có thể là thiết lập thêm một cái thao tác này nữa, đó là các bạn nhấp đúp vào công cụ quay. Khi các bạn nhấp đúp vào công cụ quay thì nó sẽ hiện ra cái bảng Rotate, trong đó nó cho các bạn một cái trường angle. Các bạn có thể thao tác trực tiếp bằng cách bấm vào sơ đồ này và các bạn xoay, hoặc là các bạn có thể nhập tham số vào đây, sau đó thì các bạn có thể quan sát bằng cách là nhấn lệnh preview, thì lúc này các bạn sẽ thấy được là cái hình của chúng ta nó sẽ xoay như thế nào. Đây, xoay đến đâu, xoay như thế nào. Và các bạn có ba tùy chọn, một là hủy không quay nữa thì chúng ta nhấn cancel đó. Nếu xác nhận là tôi quay đến đây thì chúng ta nhấp ok. Còn nếu mà các bạn muốn là tạo ra bản sao thì các bạn có thể nhấn nút copy, thì lúc này bản gốc sẽ vẫn đứng yên theo cái góc gốc của nó và bản sao sẽ được tạo ra, và lúc này chúng ta sẽ có thêm một cái đối tượng đã được xoay mới phát sinh ra thêm theo cái góc quay mà chúng ta vừa mới thực hiện. Ngoài ra thì chúng ta còn có thêm một cái thao tác này nữa, cái lệnh mà chọn đối tượng sau đó thì nhấp đúp, thì cái tâm nó vẫn nằm ở cái vị trí gốc của đối tượng. Tuy nhiên nếu mà các bạn lại vừa muốn là thay đổi tâm, lại vừa muốn là thiết lập một cái góc quay chuẩn xác thì chúng ta không làm như thế này, chúng ta không nhấp đúp mà chúng ta sẽ nhấn luôn phím A này, chọn công cụ trước, chọn đối tượng trước này, chọn công cụ này, sau đó thì chúng ta nhấn An, chúng ta đặt chuột vào một cái vị trí mới, thì lúc này thì cái tâm quay nó sẽ nhảy tới vị trí mới nơi mà chúng ta vừa nhấp chuột đấy, nhớ là nhấn phím An trước khi mà kích chuột, thì lúc này cái tâm quay sẽ được thiết lập mới và chúng ta có thể là gia giảm các cái tham số để cho cái đối tượng này nó quay, và sau đó lại chọn một trong các cái tùy chọn này. Đấy là thao tác quay đối tượng. Thao tác thứ hai mà các bạn có thể làm đó là thao tác lật đối tượng. Lật đối tượng thì có lẽ là chúng ta tìm một cái hình khác cho nó dễ nhìn hơn nhé, ví dụ như là hình đa giác chẳng hạn. Hình đa giác đây, tôi vẽ ra một hình. Thế thì lật đối tượng thì chúng ta sẽ có cái công cụ lật, nó nằm cùng nhóm với lại công cụ quay này, Reflect Tool, nằm bên dưới, phím tắt của nó là O. Các bạn có thể là nhấp công cụ và các bạn kéo trực quan, nhưng mà thường thì chúng ta làm theo cái hai cách rất là rõ ràng, lật theo chiều đứng hoặc là lật theo chiều ngang. Thì thường thường là chúng ta sẽ làm như thế này, các bạn nhấp đúp, đúng không? Sau đó thì các bạn chọn là Horizontal hay là Vertical đó, thì các bạn có thể nhìn thấy là cái đối tượng của chúng ta nó lật như thế nào. Với tam giác thì lật theo chiều ngang thì nhìn cũng không rõ lắm đâu, nhưng mà lật theo chiều đứng thì chúng ta sẽ thấy là xoay đổi cái mũi nhọn lên trên hay xuống dưới. Tất nhiên là các bạn cũng có thể là thiết lập những cái góc khác với cái góc vuông, đúng không? Và đôi khi chúng ta sẽ lật theo một cách là thiết lập lại cái tâm, tại vì đây là đang lật theo cái tâm gốc của đối tượng. Còn các bạn nhấn phím An, các bạn đặt cái trỏ chuột vào đâu thì lúc đó các bạn sẽ thiết lập lại cái tâm lật ở đấy, trục lật ở đấy. Ví dụ tôi đặt ở đây chẳng hạn, đó, thì lúc này nó sẽ lật theo cái cạnh chứ không phải lật theo tâm nữa.
Tất nhiên là các bạn cũng có thể lập ra phía ngoài. Đấy, ví dụ nhấn an tôi đặt tít ra đây cơ. Đặt cái tâm ra tít đây cơ. Đó. Thì lúc này chúng ta có cái lập nó lại xa hơn do cái tâm chúng ta đã thiết lập ra ngoài đối tượng rồi. Sau khi làm xong thì các bạn có thể nhấn OK hoặc copy, hoặc nếu không thích thì cancel quyền lại đi. Đấy, ví dụ như thế này. Thế đấy là thao tác lập đối tượng. Thao tác tiếp theo mà chúng ta có đó là cái công cụ share, kéo xiên. Đó. Kéo xiên thì chúng ta chỉ việc là chọn đối tượng, sau đó thì chúng ta nhấp trực tiếp như thế này thì chúng ta có thể kéo và làm cho đối tượng nó xô xiên đi. Đó. Xiên theo chiều nào thì tay kéo đến đâu thì cái hình của chúng ta nó sẽ xô xiên đến đấy. Hoặc là các bạn cũng có thể là gì đấy ạ, nhấp nút vào đây và các bạn nhập cho tôi cái tham số. Lúc này thì chúng ta sẽ điều chỉnh nó theo tham số được. Thì về cơ bản nó cũng tựa tựa như là cái thao tác mà xoay hay lật cái kia thôi. Thế tiếp nữa thì chúng ta sẽ có một cái công cụ nó được gọi là công cụ scale. Công cụ scale thì nó sẽ giúp cho chúng ta là thay đổi cái tỷ lệ của đối tượng. Đấy. Nhấp chọn và lúc này tôi sẽ bấm nó sẽ thay đổi tỷ lệ của đối tượng. Nếu giữ shift thì nó kéo tương đối đều. Nhưng mà thường thường với cách làm như thế này ấy, thì chúng ta sẽ nhập tham số nhiều hơn. Cũng lại nhấp đúp. Và lúc này thì chúng ta sẽ có một hộp thoại hiện ra. Trong này nó sẽ cho các bạn có hai tùy chọn. Một tùy chọn là uniform. Tùy chọn uniform thì nó sẽ khóa luôn tỷ lệ giữa hai cạnh vào. Và lúc này các bạn có thể gõ trực tiếp một cái tham số vào đây, ví dụ 200% thì cả rộng cả cao nó đều tăng theo. Còn nếu như mà chúng ta nhấp cái non uniform thì các bạn có thể điều chỉnh riêng từng trường. Ví dụ một trường là nới rộng, một trường thu hẹp chẳng hạn, một trường là tăng lên 200%, một trường là còn để lại 50% thôi chẳng hạn. Đây, nhấn preview xem trước để chúng ta xem là cái hình nó sẽ xoay trở thế nào. Các bạn có thể nhấn OK hoặc copy. Tuy nhiên ở đây thì nó có một cái phần mà các bạn thấy là nó cho chúng ta thêm một option. Đấy, phần option ở đây thì nó có hai cái đang cho phép chúng ta lựa chọn bật hay không bật. Mặc dù ở đây thì nó đang bật rồi, là scale rectangle có nhé và scale stroke and effect. Thì cái phần này thì nó sẽ liên quan tới gì ạ, góc góc của đối tượng. Đây, chúng ta lấy lại một hình mới nhá, hình chữ nhật này, đúng không? Khi mà tôi kéo cho nó tròn tròn góc vào đây thì chúng ta sẽ có cái góc tròn như thế này. Bây giờ bằng cách là chọn cái công cụ là scale thì tôi có thể là tăng hay giảm cái kích thước của cái này bằng cách là đánh dấu vào rectangle góc nhẹ, thì cái hình lớn lên bao nhiêu thì cái radius của cái góc đó nó cũng lớn theo bấy nhiêu. Nếu mà chúng ta không có tùy chọn này thì sao, thì hình lớn lên nhưng mà cái góc nó vẫn giữ nguyên như thế, nó vẫn nhỏ nhỏ như thế. Còn nếu mà chúng ta đánh dấu vào scale như thế này thì hình lớn đến đâu thì cái góc nó sẽ lớn theo đến đó. Thế còn cái scale stroke và effect này thì nó dính dáng đến cái gì? Đây, chúng ta sẽ làm quen với lại cái khái niệm này thêm một chút. Đó là cái độ dày của đường viền. Độ dày của đường viền thì nó là một thứ nó lại có tính chất là bất biến. Ví dụ như tôi thiết lập một cái tham số độ dày của cái này là 1 mm chẳng hạn, thì nó sẽ là 1 mm với kích thước hiện tại. Nếu mà tôi kéo lớn cái hình này lên, diện tích hình có thể thay đổi nhưng mà cái đường viền nó sẽ vẫn là 1 mm chiều dày. Như thế thì nó sẽ dẫn tới một sự thay đổi về tương quan, nghĩa là diện tích hình thì lớn lên nhưng mà cái bề mặt thì không lớn lên theo. Đây là một phần tương đối là quan trọng. Đó. Nếu như mà bạn nào mà quên lãng cái chuyện này thì khi mà chúng ta co duỗi, chúng ta thay đổi cái kích thước của cái hình thì nó sẽ dẫn tới cái tương quan nó bị thay đổi rất là dữ. Đây, các bạn quan sát. Tôi nhấp chọn cái này và tôi bỏ cái scale stroke này đi. Ok. Đến đây chúng ta thử nghiệm nhé.
Tôi kéo cái thằng này sang đây và tôi nhấn an để tôi tạo ra một cái bản sao. Khi tạo ra bản sao rồi, lúc này thì chúng ta sẽ kéo cái thằng này nhỏ xuống. Đó. Ví dụ tôi kéo thằng này nhỏ xuống thì bạn thấy rằng là diện tích thằng này so với thằng gốc rất bé rồi. Thế nhưng nếu mà chúng ta đặt nó ở cạnh nhau và chúng ta quan sát thì các bạn thấy là diện tích thì bé đi nhưng mà cái độ dày đường viền của nó thì vẫn như nhau. Thế lúc này nó tạo ra một cái gì đó mà nó không không còn giữ được cái tỷ lệ giữa độ dày đường viền và cái diện tích bề mặt nữa. Nhưng nếu mà chúng ta đánh dấu vào thì sao? Đây chúng ta đánh dấu vào, tôi lại tạo ra một cái bản sao khác để kiểm tra. Và lúc này thì chúng ta bật cái hộp thoại này lên bằng cách nhấp nút chuột và chúng ta đánh dấu thêm vào cái phần scale and stroke này. Thì các bạn sẽ thấy rằng lúc mà chúng ta co vào thì nó sẽ làm sao đây ạ? Nó sẽ khác đi đây. Các bạn quan sát giữa hai hình này. Trước và sau khi đánh dấu cái stroke scale thì các bạn thấy là hình nhỏ đi bao nhiêu thì cái đường viền nó sẽ mỏng theo bấy nhiêu. Đấy. Tại vì nếu mà chúng ta không đánh dấu cái này thì đôi lúc mà chúng ta thu một cái hình xuống thật nhỏ ấy, các bạn sẽ chỉ nhìn thấy đường viền thôi, bề mặt nó bị đường viền nó lấp hết. Tất nhiên cái này còn dính dáng tới thêm một số các cái thuộc tính đằng sau này nữa. Ví dụ transform object này, transform pattern này, cái này thì dính dáng tới cái mẫu tô. Đấy và sau này thì khi có mẫu tô thì chúng ta sẽ nói lại cái vấn đề này thêm một chút nữa. Thì đấy là một vài cái thao tác mà tương đối là cơ bản ở trong Corel, à trong trong Illustrator, nghĩa là chọn này, di chuyển này, di chuyển nhân bản này, co duỗi theo chiều ngang, co duỗi theo chiều dọc, co duỗi theo góc, co duỗi theo góc, có giữ shift, co duỗi theo chiều ngang, chiều dọc, có giữ an để tạo ra thao tác tương tác giữa các cạnh đối diện nhau. Đấy, giữ shift để tạo ra hình đều, ví dụ như là hình chữ nhật, hình vuông hoặc là hình ellipse thành hình tròn. Đấy, và một số thao tác cơ bản xoay, kéo xiên, lật đối tượng. Tuy nhiên ở trong này thì chúng ta có một vài cái công cụ đặc biệt để mà chúng ta thực hiện các cái lệnh đó một cách chuyên sâu hơn. Nhưng đấy cũng là một cái mà nó sẽ gây tương đối ức chế cho người làm việc. Đấy, tại vì là những cái công cụ nó chia nhỏ quá. Khi mà chúng ta có một cái nhóm ý tưởng ở đó, chúng ta co duỗi một cái đối tượng theo một vài bước thì cứ mỗi một bước chúng ta lại phải đổi công cụ một lần thì nó cũng tương đối là mất thì giờ và nó ngắt cái mạch suy nghĩ của chúng ta khi mà chúng ta làm việc ở trên Illustrator. Corel thì nó không thế. Corel thì hầu như các bạn chỉ sử dụng cái công cụ pick, cái công cụ chọn đấy là các bạn có thể làm hết được tất cả mọi thứ ở trong một công cụ. Nó không phải bắt các bạn là đổi nhiều công cụ một lần. Đấy, thì đấy cũng là cái điểm mà khác biệt một chút giữa cái thiết kế bằng Corel và thiết kế bằng Illustrator, mặc dù nhiệm vụ của nó thì cũng tương đối là giống nhau.